Ngày 21 tháng 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra những đánh giá thời tiết. Khí hậu nổi bật từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3 năm 2024. Theo đó, thời kỳ này nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt xuất hiện liên tục trên khu vực miền Đông Nam Bộ với hai đợt, vào các ngày 22 tháng 2 đến 4 tháng 3 và từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 3. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có ngày xuất hiện nắng nóng cục bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng ngày 5 tháng 3, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Trong bản tin dự báo thời tiết về xu thế khí hậu thời kỳ tháng 1 tới, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 năm 2024, cơ quan khí tượng cũng cho biết nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Liên quan đến không khí lạnh, cơ quan khí tượng nhận định, thời kỳ này vẫn còn nhưng hoạt động với cường độ yếu và lệch đông kết hợp vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển dần. Do đó, nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều hơn tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra, cơ quan khí tượng lưu ý, trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù, rông, lốc, xét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Đặc biệt, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiều ngày nắng nóng hơn, khô hạn còn kéo dài gây ra tình trạng thiếu nước, nguy cơ cháy nổ rất cao. Trước mắt, trong những ngày tới, cơ quan khí tượng dự báo Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Riêng vùng núi Bắc Bộ, từ 22 đến 23 tháng 3, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, trưa chiều trời nắng, Khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhị dài rác, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 23 tháng 3, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, từ 24 đến 25 tháng 3 có nắng nóng cục bộ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ từ ngày 23 tháng 3 có nắng nóng. Trước đó trong bản tin dự báo mùa, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng đã xảy ra sớm. Dự báo trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ. Tại hội nghị tổng kết công tác dự báo cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn năm 2023 và nhận định xu thế thiên tai năm 2024 chiều ngày 21 tháng 3, ông Lâm cũng nhận định nắng nóng xuất hiện sớm hơn, số ngày nắng nóng nhiều hơn và mức độ gay gắt so với trung bình nhiều năm. Tại Tây Bắc Bộ, cao điểm nắng nóng là tháng 5, tháng 6. Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, tháng 6 đến 7, Nam Bộ là tháng 3 đến 4. Theo ông Lâm, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 4 năm 2024 với xác suất là từ 75 đến 80%. Thời kỳ từ tháng 7 đến tháng 9, dự báo NSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất từ 55 đến 65%. Chuyên gia khí tượng lưu ý, trong giai đoạn chuyển từ El Nino sang La Nina thời tiết thường có những diễn biến bất thường ngoài quy luật và rất khó được dự báo